Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã ghé thăm channel của mình. Ok, thì video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách nhân giống hoa giấy bằng phương pháp dâm cành, hiệu quả tỷ lệ 100% sống. Thì đầu tiên mình sẽ hướng dẫn sơ, mình sẽ giới thiệu sơ về giống hoa giấy. Hoa giấy là một loài hoa rất đẹp, có đa màu sắc nên được rất nhiều người ưa thích. Hoa giấy thì có hai loại nha các bạn, đó là loại hoa đơn và loại hoa kép. Thì ok, loại hoa đơn là loại hoa như thế này đây, đây gọi là loại hoa đơn nè, đó, hoa ra đơn chiếc thấy không? Và loại hoa kép mình sẽ cho các bạn xem loại hoa kép, đây, loại hoa kép thì loại hoa như thế này, đó, nó sẽ có từng chùm chùm như thế này, đó, các bạn thấy không? Đây, các bạn xem luôn, đây là loại hoa kép nè các bạn, đó, hoa ra rất là nguyên chùm vậy đó. Ok, thì đó là loại hoa đơn và loại hoa kép. Ngoài ra thì nó cũng có có giống chỉ có một màu và có giống thì có hai màu. Thì giống một màu người ta gọi là giống hoa đơn tính, hoa một màu là hoa đơn tính như thế này, như thế này gọi là hoa đơn tính nè các bạn, một màu duy nhất nè. Còn giống có hai màu luôn, đây giống đây gọi là giống hai màu nè, trắng và hồng nè. Thì giống này người ta gọi là giống lưỡng tính nha các bạn. Đó. Đó, các bạn thấy chưa, hoa giấy thì có rất nhiều màu luôn. Ở đây mình cho các bạn xem nè, hiện tại mình đang có màu cam nè, màu vàng nè, cam nè, vàng, rồi màu lưỡng tính nè, hồng trắng nè, và màu đây là màu hồng, hồng đơn tính đó. Thì ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mà dâm cành. Thì mình các bạn cần chuẩn bị cho mình những thứ như sau, đó là cái cành. Đầu tiên các bạn cần chuẩn bị cành hoa giấy đó, không quá già cũng không quá non đó. Sau nữa là mình sẽ chuẩn bị một chiếc kìm, một chiếc kìm để chúng ta cắt cành hoa giấy, và chiếc chậu. Chiếc chậu mình làm bằng ly nha, rất là tiện lợi, và bịch ni lông và dây thun thôi đó. Thì ok, giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách. Thì đầu tiên các bạn dâm, thì dâm cành thì các bạn chọn cắt chừng 15 đến 20 phân nha các bạn. Đây, cắt cành từ 15 đến 20 phân. Ok, mình sẽ cắt cho các bạn xem. Từ 15 đến 20 phân. Cái này các bạn cắt nha. Đó. 15 đến 20 phân là ok. Đó. Các bạn phải dùng kìm cắt nha. Tại vì để mình dâm cành thì mình phải cắt cho thiệt sát bán, cho nó không có bị dập cành. Dập cành dẫn đến là vi khuẩn xâm nhập các bạn, vi khuẩn nó xâm nhập và tỉ những cái cành không cần thiết các bạn. Vi khuẩn xâm nhập thì nó sẽ không có, cây nó sẽ không phát triển tốt được. Đây là một cành. Làm 20 phân nha các bạn. 15 20 phân. Đó. Này giống màu cam nha các bạn. Rất là đẹp không? Ok. Thì để dâm cành thì chúng ta cần chuẩn bị đất. Ở đây mình có, nếu các bạn dâm ít thì các bạn mua cái bịch nhỏ như thế kia, bịch nhỏ như thế này. Còn nếu các bạn dâm nhiều thì các bạn cần phải mua bịch lớn như thế này. Đó. Ở đây thì mình mua bịch nhỏ, mình làm cho các bạn xem nha. Đầu tiên các bạn phải mua ly sạch cho các bạn, không nên dùng ly dơ nè, không nên dùng cái ly mà đã tái chế rồi, đã sử dụng rồi thì vi khuẩn nó sẽ xâm nhập. Vi khuẩn xâm nhập thì chúng ta trồng cái cây nó sẽ không phát triển tốt được. Đó. Thì đầu tiên các bạn ok, các bạn nhớ là phải cắt cái đít cho nó thoát nước nha. Chúng ta phải cắt cái đít hết cho nó thoát nước, chúng ta không nên để cái đít như vậy. Đó. Đó, chúng ta cắt cái cành đó, cắt cái cành cho nó không bị ngập úng nha các bạn. Ok. Đó.
Đó, chúng ta cắt trong ấy đó, cắt cho nó thoát nước. Ok, đây nó cắt ra nha. Ok, xong chúng ta đổ đất. Chúng ta đổ vừa phải thôi. Nếu chúng ta dăm cành to thì chúng ta đổ đất nhiều chút, còn cành nhỏ thì chúng ta đổ đất ít thôi. Các bạn nhớ nha, chúng ta dùng đất như thế này nè, đất sạch. Đó, đất sạch nè, giàu dinh dưỡng nè, rất là nhiều dinh dưỡng nè các bạn. Đất này rất tốt, đất sạch giàu dinh dưỡng. Okay. Thì ở đây mình đã chuẩn bị sẵn hết rồi. Đây, mình đã chuẩn bị sẵn mấy cái ly hết rồi đây. Ok, bây giờ mình sẽ dăm nha. Bây giờ mình dăm 1 gram trước đi. Để đảm bảo các bạn dăm không bị lộn cành, không bị mà lộn đầu á, giống như ở đây nè, các bạn thấy không, cái gai lúc nào nó nằm ở trên, thì cái gai nằm ở trên thì các bạn cắm về đúng, nếu các bạn lộn đầu thì gai nó sẽ nằm ở dưới, nó sẽ sai đó, các bạn thấy không. Nà, hướng dẫn các bạn nha, dăm cành phải dăm đúng chiều của nó, không được dăm lộn đầu. Cái gai lúc nào cũng nằm ở trên nè, gai nằm trên cái cành lá nha, lúc nào cũng vậy. Đó, không nên ngược chiều như thế này. Ok, các bạn theo. Dăm cành không bao giờ lộn được, mình lúc nào cái gai cũng nằm trên, cái chồi nằm ở dưới. Cái gai mục đích nó là sẽ đỡ cái chồi của nó, non của mình đó, chồi non mình phát triển nó sẽ đỡ. Ok, đó, gai lúc nào nó cũng nằm ở trên nha, đừng làm lộn đầu, gai nằm dưới là sai nha các bạn. Gai nằm trên để đỡ những cành non mới chồi lên đó. Ok, thì khi các bạn dăm thì các bạn dăm sau tầm cỡ 6 đến 8 ấy thôi, 6 đến 8 phân thôi các bạn. Đó. 6 đến 8 phân thôi, không nên quan dâm quá sao. Thấy chưa? 6 đến 8 phân nha các bạn. Đúng chiều nha, gai nằm trên. Đó. 6 đến 8 phân. Ok, để đảm bảo là chúng ta không bị lộn màu là chúng ta cần phải ghi màu cam. Đó, màu cam nha các bạn. Phải ghi màu cam vô đây. Đó. Chúng ta để đảm bảo không bị lộn màu chúng ta cần phải ghi vô đây. Đó, màu cam. Ok. Khi chúng ta dăm nhớ là chặt cành chừng cỡ 15 đến 20 phân nha. Chúng ta dăm tầm cái chiều dăm của chúng ta là sau chừng cỡ 6 đến 8 phân thôi. Khi chúng ta dăm xong chúng ta dịnh cứng bào lại. Khi chúng ta dăm cành lớn thì chúng ta cần đất nhiều nha các bạn, cành nhỏ thì chúng ta không cần nhiều đất đâu. Nếu chúng ta thấy ít đất quá thì thêm chút nữa. Chúng ta chỉ dăm vậy thôi. Đây, chúng ta dện xuống cái nó sẽ lún xuống đó. Còn thấy không? Rồi. Sau khi chúng ta dăm như thế này nè, và chúng ta sẽ tiến hành rưới nước. Ok. Vừa phải nha các bạn. Khi chúng ta xịt nước xong á, chúng ta tiến hành phủ lại. Thì cái lớp ni lông này sẽ giúp cho cây giữ được nước, sẽ không có bị khô nha các bạn. Đó, khi chúng ta xong chúng ta sẽ dùng cái ni lông này chúng ta phủ lại. Phủ lại như thế này là mục đích là giữ cho cây tươi lâu và không bị khô. Đó. Chúng ta tiến hành là lấy xu này nè, ta ràng lại. Cố định luôn. Đó.
vào theo. Chúng ta rút nó lên cho nó cao lên đó. 7 đến 10 ngày thì cao ý đầu đâm chồi nha các bạn. Rồi để mà cây phát triển rễ thì trong vòng 20 ngày trở đi thì cây bắt đầu phát sinh rễ. Thì khi chúng ta trồng hơn một khoảng tầm đủ một tháng, hơn một tháng thì lúc đó chúng ta bươm mở bọc ra nha. Chúng ta cứ tạm thời cứ đóng bọc như thế này đi để cho nó giữ ẩm cho nó tốt. Trong vòng 17 đến 10 ngày thì cây bắt đầu đâm chồi. Thì ok các bạn đợi nha, mình sẽ cho các bạn xem mình trồng hiện tại mình đang trồng và đang phát triển rất là tốt. Đây. Đây là mình để ngoài vườn nha các bạn. Mình đang để ngoài vườn, ngoài chỗ ngoài vườn đó các bạn. Ok. Thì các bạn xem nè. Cây phát triển rất tốt luôn. Mình mở cho các bạn xem. Cái này mình trồng được 15 ngày nha các bạn. Ở đó 10 ngày là cây bắt đầu ra chồi rồi. Đây. 15 ngày. Cây rất phát triển rất là đẹp luôn các bạn. Nè, các bạn thấy chưa? Nhưng mà mình chưa dám mở bọc các bạn, mình để khoảng tầm hơn 1 tháng. Khoảng tầm 30 ngày thì mình mới mở bọc được. Bây giờ thì tạm thời mình chưa mở bọc, đó các bạn xem đó. Cái này là được 15 ngày nha các bạn. Bắt đầu 10 ngày thì nó đã đâm, 7 đến 10 ngày nó đã đâm chồi rồi. Và cái chồi này thì 15 ngày nữa các bạn. Đó, các bạn thấy không? Mình còn chưa bỏ bọc ra nữa mà. Phát triển rất là mạnh luôn. Đây mình mở cái khác cho các bạn xem. Cái này màu cam nè. Các bạn thấy không? Ở đây mình dâm rất là nhiều. Các màu sắc đầy đủ luôn các bạn. Đó. Chồi rất đẹp luôn các bạn. Phát triển rất tốt luôn. Rất đơn giản, là cành rất là nhỏ thôi. Đó, mình hướng dẫn các bạn cái cách dâm là đảm bảo là 100% sống hết 100% luôn các bạn. Cái quan trọng là các bạn dùng đất sạch. Như mình đã nói với các bạn á, chúng ta mua túi đất gì chúng ta dâm. Đây, cái túi đất mình cho các bạn xem đó, nhỏ nhỏ đó, mình mua 15 ngàn. Còn túi đất lớn này á, thì 40 ngàn đến 45 ngàn. Thì các bạn chịu khó mua một túi về chúng các bạn xài thôi. Đây. Thấy không? 15 ngày trời rất lên rất là đẹp. 15 ngày đó. Mình vẫn còn giữ bọc y luôn các bạn thấy không? Đặc biệt là các bạn để nó trong bóng râm nha, đừng để ra nắng trực tiếp quá. Nhớ là che nắng, che mưa cho nó. Lâu lâu mình cho nó hanh nắng lên thôi chứ đừng có cho nó nắng quá. Thì cây mình cây non nó sẽ yếu lắm các bạn. Các bạn không nên để nắng quá nha các bạn. Đó, thấy chưa? Rất là đẹp luôn. Mới 15 ngày thôi, cây phát triển rất là tốt luôn. Đó. Cái này cũng màu cam luôn các bạn. Thì đó mình cho các bạn xem đó. Thấy không? Cây này phát triển rất là mạnh luôn. Nè. Thì các bạn cứ làm y chang như mình vậy đó. Đây. Chúng ta xịt nước vừa phải thôi nha. Đó. Chúng ta trồng 15 ngày như vậy nè. Thì 7 đến 10 ngày thì bắt đầu cây nó sẽ đâm chồi. Các bạn nhớ là thấy chồi các bạn cũng đừng nên mở mi lông đâu nha. Thì 7 đến 10 ngày thì nó sẽ đâm chồi. Và từ 20 ngày trở đi thì bắt đầu nó sẽ phát sinh rễ. Và bắt đầu cây nó mới phun rễ, nó mới bắt rễ. Thì bắt đầu các bạn để thêm 10 ngày nữa. Thì rễ nó mới ổn định, thì lúc đó cây nó mới phát triển, nó sẽ sống. Thì lúc đó các bạn mở bọc ra thì ok. Khoảng tầm 1 tháng các bạn mở bọc thì rất ok. Cây này cũng màu cam luôn. Cái màu vàng, mình sẽ trồng cái màu vàng cho các bạn xem. Đây mình sẽ trồng hai cây dòng chỗ luôn cũng được. Hai cái màu vàng đây. Mình trồng mỗi cây mỗi chậu đi cho đẹp. Đây là màu vàng này các bạn. Các bạn thấy chưa? Hoa vàng rất là đẹp. Các bạn nhớ là chúng ta chọn cành dâm á, chọn cái cành không quá già cũng không quá non nha các bạn. Nói chung là vậy là ok rồi. Non quá thì không tốt, giống như cành này. Nếu các bạn tròn những cành như thế này, như thế này là các bạn không nên chọn nha, nó quá non. Đó, non thì chúng ta dâm không có sống được đâu. Đó, mình cho các bạn xem đó. Chúng ta dâm thì chọn cành nó không quá già cũng không quá non.
Ok. Cho mùa già. Mùa già nha các bạn. Cái này mình thấy hai cây này nhỏ, mình dầm hai cây chung một chỗ luôn các bạn. Chúng ta làm vậy nó tiện hơn. Hai cây này nó nhỏ. Nhớ là đúng chiều nha các bạn. Đó. Cây lúc nào nằm ở trên. Ok, thế là xong rồi các bạn. Chúng ta tưới nước thôi. Chúng ta tưới nước cho nó thấm vào. Đây mình thêm miếng đất nữa. Nhìn hơi ít. Hai cây thì vô đây nó hơi ít. Một cây thì được. Bên này bị cảm các bạn ơi. Hôm qua bị mắc mưa. Bây giờ cảm luôn. Đó. Rồi các bạn tủ lại nha các bạn. Nhớ dùng bao ni lông tủ lại nha. Nhớ là chúng ta không nên dùng những cái chậu mà đã qua sử dụng, những cái ly nhựa mà đã sử dụng rồi thì nó sẽ có virus đó các bạn, virus vi khuẩn đó, nó sẽ xâm nhập và các bạn trồng cây nó sẽ không có thành công đâu các bạn. Còn nữa các bạn chịu khó mua bịch đất sạch như thế đó, chỉ 15 ngàn bịch nhỏ thôi các bạn trồng được rất là nhiều cây luôn. Các bạn chịu khó đi, các bạn mua bịch 15 ngàn đó. Các cái tiệm mà bán đồ đó, bán cây kiển này kia đó, nó đều có hết. Các bạn mua bịch đất 15 ngàn nhỏ vậy được rồi, các bạn về các bạn làm. Đó, đây mình làm nè. Trồng được rất là nhiều luôn các bạn. Ở cái này mình chưa ghi, này màu vàng. Các bạn phải nhớ ghi vô nha. Đây các bạn dâm ít thì các bạn biết màu gì chưa. Ở đây mình dâm nhiều lắm. Đây màu vàng. Mình dâm nhiều cho nên mình phải ghi lại. Để sau này mình biết được cái cây này nó là màu gì. Đó, màu vàng. À, màu vàng. Ghi vô. Tại mình mới đi làm về trễ quá các bạn, cho nên mình làm video nó hơi trễ chút xíu, nó hơi tối, các bạn thông cảm nha. Nãy về bị mắc mưa đấy chứ, đi làm về trễ mắc mưa cho nên nó là thành ra là mình tắm rửa xong mình làm video hơi trễ cho các bạn xem, các bạn thông cảm nha. Giờ 6 giờ rồi, nãy là mình làm từ lúc 4 giờ kìa, nhưng bữa nay mình về 5 giờ mấy mình về tới nhà. Còn hoàn tắm rửa cái hơi trễ, các bạn thông cảm nha. Ok, đây là mùa vàng. Rất là tiện luôn, các bạn thấy không? Rất là tiện luôn. Đây là màu màu lương tính, vừa hồng vừa trắng. Đây, lương tính vừa hồng vừa trắng. Mình sẽ ghi là lương tính thôi. Mất tiêu ta. Mình cứ ghi là hồng trắng đi là biết à. Mình ghi hồng trắng là biết à. Hồng cộng trắng. Mình biết hoa này lương tính này. Có hai màu á. Các bạn nhớ nha. Chúng ta phải
đúng chiều nha các bạn. Này, gai lúc nào cũng nằm ở trên. Tôi cắm xuống chừng cỡ 6 đến 8 phân. Chúng ta dịnh chặt đất lại. Thì chúng ta tưới nước vào. Chúng ta dịnh đất, chúng ta tưới nước vào là xong. Cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn nhớ nhấn like, đăng ký kênh, ủng hộ mình nha. Đặc biệt là chia sẻ cho những ai mà đam mê trồng cây giống mình vậy đó. Ok, chúc các bạn thành công. Xin chào tạm biệt các bạn.